Dạ, 2 hào một bó. Ờ. Dạ, cho con gửi. Dạ, dạ đa tạ cô. Dạ, mua rau đi Huynh. Dạ, rau này bao nhiêu vậy? Dạ, 2 hào một bó, Huynh muốn mua bao nhiêu? Sao, Huynh có mua không? Thôi để hôm khác nghe. Huynh không mua nữa hả? Huynh cứ ăn uống vậy, sao đủ sức mà đi thi? À, cho Mùi hỏi Huynh cái này nha. Sao Huynh không kiếm ai để tiện bề chăm sóc về sau? Tới khi mà Huynh đổ trạng, đồng quan to, thì lúc đó mình đền ơn cho người ta cũng đâu có muộn đâu. Ờ, ta đã nghèo vậy, miếng ăn cũng không có, sao còn dám kéo theo ai? Trời ơi, người ta coi trọng người có chữ. Miễn sao sau này Huynh đổ trạng rồi, đừng có phụ bạc người ta là được thôi. Mà Huynh có đang để mắt tai không đó? Nói Mùi biết đi. À, để Mùi làm bà Mai nó giúp cho. Tôi nói ông nghe nè, người này á vừa tài giỏi mà lại đẹp mã nữa, siêng năng học hành. Đồng ý á là nhà cậu ấy còn nghèo, nhưng mà ông cũng biết rồi, nam nhân mà có chí á thì cũng sớm tạo nên sự nghiệp thôi. Trong cái làng này á có ai am hiểu sách thánh hiền như cậu Thành Trung đâu. Cô nói á thì tôi nghe cũng xuôi tai. Nhưng quan trọng là con gái của tôi, không biết là ý của nó thế nào. Trời ơi, có khó gì đâu. Ông gọi con gái của ông ra, hỏi ý kiến của nó coi như thế nào. Nếu mà nó đồng ý á thì làm lễ kết hôn ngay. Mấy cái chuyện đó là tôi mát tai nhất luôn đó. Bạch Liên ơi. Dạ, phụ thân gọi con. Con nghỉ tay đi, vô đây nói chuyện với cha. Dạ. Con ngồi xuống đi. Dạ. Đây là bà Mai. Có cái đám muốn dạm hỏi con, nên cha muốn hỏi ý kiến của con trước rồi mới trả lời người ta sau. Dạ. Con á cũng tới tuổi cập kê rồi, hôm nay dì qua đây á muốn giới thiệu cho con một cậu học trò vừa thông minh, học giỏi mà lại thiệt thà hết sức. À, mà dì thấy á hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa lắm à nghen. Là học trò à? Đúng rồi con, là học trò. Mà chắc con cũng biết cậu ấy đó, tuy là nhà nghèo nhưng mà tương lai sáng lạng lắm à nghen. Cậu ấy là Thành Trung đó con. À, cô nương ơi. Dạ. Khăn cô nương rớt nè. Đa tạ Huynh. Nè. Thôi được rồi, Huynh cứ cầm đi, coi như là ta đa tạ. Đa tạ cô nương. Huynh có thể cho ta biết quý danh không? Nhìn Huynh chắc là học trò. Gia đình ta rất quý trọng những người có học. Ta tên là Thành Trung, ta đang ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí. Cáo từ cô nương. Bạch Liên, con thấy sao? Con có bằng lòng không? Nếu phụ thân thấy đó là tốt thì con nghe lời của phụ thân. Trời ơi, vậy là tốt rồi. Nếu con bé đã đồng ý á thì để tôi về, tôi báo cho cậu Thành Trung để cậu biết con mừng nha. Thôi, tôi chào hai cha con tôi về. Dạ. Chào bà mối. Thank you.
Mình à, cứ để ta phụ nàng cho. Đa tạ rồi. Bình Liên ơi, Bình Liên, Bình Liên ơi, phụ thân của cô. Phụ thân của ta làm sao? Phụ thân cô, phụ thân cô mất rồi. Thôi vậy nha, tôi về đây. Mình à, Mình, Mình à, Mình. Phụ thân, phụ thân bỏ con một mình vậy sao phụ thân? Mình à, Mình đừng khóc nữa. Mình đừng đau buồn quá. Còn ta đây, dù phụ thân mất rồi vẫn còn có ta mà. Từ nay ta sẽ là bờ vai vững chắc để mình dựa vào. Mình phải thật mạnh khỏe, mình phải ráng vui và hạnh phúc thì phụ thân mới đi thanh thản được chứ. Ngon lắm. Thôi không có mua đâu. Dạ lấy tôi hai củ. Hai củ khoai của Thẩm. Đa tạ. Dạ. Cô nương. Công tử mua khoai đi ạ. Ta muốn mua hết gánh khoai này. Bao nhiêu này cứ nói. Mua hết chỗ này sao? Ừ. Công tử không cần gì tội nghiệp ta mà lại mua hết chỗ khoai này đâu. Nàng đừng có suy nghĩ nhiều. Tại vì nhà ta có việc nên ta muốn mua hết chỗ này. Thiệt hả? Thiệt. Nếu mà nàng không tin ta thì mời nàng qua nhà ta dùng tiệc. Thôi, ta và công tử có quen nhau đâu, làm sao mà tới nhà công tử ăn mừng được. À, để ta gói khoai lại cho công tử nha. À, chuyện muốn nói với mình. Chuyện gì? Mình nói đi. Thiếp đã gom đủ bạc để cho mình lên kinh ứng thí. Kỳ thi lần này mình lên đường tìm kiếm công danh nha. Đa tạ mình, lúc nào cũng vất vả lo lắng cho ta. Ta hứa ta sẽ cố gắng trong kỳ thi tới đỗ đạt, để sau này cho mình bớt khổ. Phù thề với nhau á thì mình đừng có nói mấy lời như vậy. Thôi mình ăn đi, lấy sức để còn đi thi nữa. À, ăn đi mình. Mình, mình sao vậy? Mình có sao không mình? Trời, mình sốt cao quá. Mình, Minh ơi, Minh, Minh. Phu quân muội bị bệnh, kêu bao nhiêu thầy lang cũng không khỏi. Quỳnh ấy cứ đau nhức gì lỡ loét hoài à. Trời, sao mà tự nhiên lăn đùng ra ốm vậy? À, nhớ rồi, muội có biết một ông thầy lang chữa bệnh hay lắm,
Biết đâu chữa được bệnh cho huynh ấy thì sao? Thiệt hả tỷ? Dạ. Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả? Tỷ có biết ai cần mua đất không? Muội đang tính bán mảnh vườn mà phụ thân muội để lại. Vì thuốc thang của huynh ấy mấy tháng nay đã dùng hết số bạc dành dụm rồi. Sao mà thấy tỷ khổ quá vậy? Bán đất luôn hả? Nhưng mà không sao, để muội hỏi thứ xem bà con ở trong vùng có ai mua thì muội chỉ cho nha. Dạ, muội đa tạ tỷ. Đâu có gì đâu. Tỷ thiệt tốt quá. Tỷ định bán hết đống khoai này hả? Muội tính bán hết số khoai này thì sẽ kiếm công việc khác mà làm. Còn mảnh vườn mà phụ thân muội để lại, muội nhờ tỷ rao bán giúp muội để kiếm tiền lo thuốc thang cho huynh ấy nữa. Muội đa tạ tỷ. Chào cô nương. Dạ, công tử. Công tử muốn mua khoai hả? Hãy thứ lỗi cho ta, vì lúc nãy ta đã nghe lén nàng và cô đây nói chuyện. Nếu nàng thật sự cần bạc thì ta cũng có một chút bạc có thể cho nàng vay. Ta không cần đâu công tử. Đa tạ công tử. Bạch Liên là gái đã có chồng rồi. Công tử đừng có nói như vậy, để người ngoài người ta nghe thấy tội nghiệp cho tỷ ấy lắm. Bạch Liên, huynh ấy là con trai của thầy đồ làng bên, gia đình gia giáo lắm đó. Nhưng mà không hiểu sao dạo này cứ qua làng mình đi chợ hoài à. Thôi, muội về bán nha. Dạ, đa tạ tỷ. Có gì đâu. Căn bệnh này rất là hiếm gặp. Tôi cũng không có thuốc chữa, chắc phải nhờ trời thôi. Thầy ơi, thầy coi lại giúp phu quân con đi thầy. Người ta nói thầy là thầy lang giỏi, chắc chắn thầy sẽ chữa được mà. Tôi sẽ kê vài thang thuốc bổ. Dạ. Thuốc trị thương và một ít thuốc bôi. Còn muốn trị dứt bệnh á thì tùy duyên thôi. Dạ, con đa tạ thầy. Dạ, con đa tạ thầy. Tôi xin cáo từ. Dạ. Bệnh tai hiếm rồi. Bệnh của ta không có thuốc trị. Mình đừng vì ta mà tốn thêm bạc nữa. Mình đừng có nói như vậy. Không có thầy lang này chữa được thì có thầy lang khác chữa được. Sao mà mình phải suy nghĩ bi quan như vậy? Mình uống thuốc đi cho mau khỏe. Uống hết đi mình. Mình ngồi ở nhà dưỡng bệnh, thiếp đi bán khoai tiếp, coi có kiếm được thầy lang nào chữa bệnh cho mình. Mình yên tâm nha, bệnh của mình nếu tìm được thầy lang giỏi sẽ hết ngay thôi mà. Mình nghỉ ngơi nha. Thank you.
Mình ơi Bạch Liên, nàng là một người thê tử tốt. Đời ta may mắn khi có được nàng làm thê tử. Nhưng nay duyên tình đã cạn, ta không thể thực hiện lời hứa thành danh. Nàng hãy quên ta đi và tìm người tử tế để mà nương tựa. Thành Trung Mình ơi Mình, Thành Trung Mình ơi, Thành Trung Liên à, bây giờ nàng nghe ta nói đây. Bạch Liên à, mình đã đi tìm nhiều nơi rồi. Hay là nàng hãy về nhà nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi, rồi đi tìm tiếp. Công tử về trước đi, ta ở đây đợi Thành Trung. Phải sự thật hay không, Thiệp không tin. Nhưng sao Thiệp chờ 2 năm rồi mà chàng vẫn không về. Thành Trung, chàng mau trở về với Thiệp đi. Bạch Liên, ta có mang bánh qua đây cho nàng. Công tử không cần phải làm như vậy. Bạch Liên à, đã 2 năm trôi qua rồi mà nàng cứ gọi ta là công tử này công tử nọ. Chẳng lẽ nàng không hiểu lòng ta sao? Ta là người đã có phu quân, công tử đừng nhọc lòng vì ta nữa. Mong công tử về cho. Thôi được rồi, ta về đi. Nàng nhớ ăn bánh nha, giữ gìn sức khỏe. Mùi để đây nghe, để mùi thắp cho phu quân của tỷ nén nhang nha. Dạ.
Muội không ngờ huynh ấy lại yểu mệnh như vậy. Muội không tin như vậy đâu. Muội nghĩ là huynh ấy đi đâu xa, rồi mai mốt huynh ấy sẽ trở về với muội. Trời ơi, sao tỷ nghĩ như vậy? Có ai đi biền biệt mấy năm trời mà không có một tin tức nào hết á? Muội thấy Bách Nhân cũng là chàng trai tốt, sẵn còn trẻ, tỷ bước thêm bước nữa đi, để kiếm thêm mụn con. Xin lỗi, coi như muội chưa nói gì đi. Muội nhiều chuyện quá rồi, thôi muội về nha. Tỷ nhớ ăn rau nha, ăn nhiều vô để bồi bổ sức khỏe nữa đó. Cậu bé, sách rất quý giá, sao lại ném xuống đất? Ở đời này chẳng ai muốn đi học. Huynh rất thích sách, vì sách có rất nhiều điều hay lẽ phải. Dạ, nhưng mà trong sách có giúp đệ tìm được mẫu thân không? Mẫu thân đệ ở đâu? Phụ thân nói là mẫu thân mất rồi, không bao giờ trở về nữa. Huynh nói coi, có cách nào để đệ gặp lại mẫu thân không? Bây giờ đệ phải ngoan ngoãn, học hành thật giỏi, trở thành một người tốt. Rồi một ngày nào đó đệ sẽ gặp lại được mẫu thân của đệ ở trên trời. Thiệt vậy sao? Ừ. Quên nói vậy thì đệ sẽ cố gắng học. Đệ hãy cố gắng học thật giỏi. Nếu như mà sau này có cái gì mà đệ không biết thì hãy đến làng Ngọc hỏi huynh, huynh sẽ dạy cho. Dạ. Công tử lúc nào cũng kiên nhẫn. Ta còn có thể kiên nhẫn hơn nữa, chỉ để nàng chịu lấy ta. Mà chuyện đó nàng nghĩ sao rồi? Nè, nàng để ta. Nàng biết tin gì chưa? Triều đình sắp sửa mở khoa thi, năm nay ta nhất định. Thôi mình vô nhà uống trà đi rồi nói tiếp. Đa tạ nàng, phu nhân của ta thật là đảm đang mà, pha trà lúc nào cũng ngon hơn người khác. Chàng yên tâm đi, lần này nhất định sẽ công thành danh toại với chàng. Đúng rồi, ta sẽ cố gắng hết mình. Đến khi mà ta áo mão về làng, lúc đó ta sẽ làm cho nàng nở mày nở mặt. Chàng đừng có nói như vậy, chuyện đó không có tốt. Thiếp tin chàng sẽ làm được mà. Ta nhất định sẽ không làm cho nàng phải thất vọng. Ta sẽ đợi chàng. Cô nương ơi, khăn cô nương rớt nè. Đã tạ huynh. Nè. Thôi được rồi, huynh cứ cầm đi, coi như là ta đã tạ. Bà ơi. Gì vậy cậu? Bà có thể cho tôi cho tôi vài củ khoai được không mà? Mấy ngày nay tôi không có gì bỏ bụng. Khoai chưa chín sao ăn?
Ở đằng kia có quan đang phát chẩn kìa. Cậu tới đó đi. Cậu cứ đi thẳng rồi hỏi nhà quan lớn ở đâu ta chỉ cho. Đi mau đi. Đa tạ bà. Đa tạ. Ừ. Mở phát chẩn, bà con cứ trật tự xếp hàng, ai cũng có phần. Dạ. Mời. Dạ. Tiếp theo. Dạ. Đa tạ. Đằng sau xếp hàng trật tự. Dạ, đa tạ. Không chen lớn nha. Dạ, đa tạ. Đa tạ. Dạ. Đa tạ. Dạ. Đa tạ. Dạ. Tôi đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Dạ, dạ không có gì. Có thể cho ta ngân lượng thay gạo có được không? Dạ, xin huynh đợi một chút. Để tôi vào trong bẩm báo với quan. Đa tạ. Đa tạ huynh. Có chuyện gì? Dạ. Dạ quan. Bẩm quan, người này chỉ muốn lấy tiền, không muốn nhận gạo ạ. À. Dạ bẩm quan, tiểu nhân là một học trò nghèo, lại mắc bệnh lạ trong người, cho nên phải ra đi biệt xứ. Nay may mắn đi sang làng này, thấy quan phát chẩn cho dân lành, tiểu nhân mạn phép đến đây để xin ngân lượng. Nhà ngươi chỉ muốn lấy bạc, không muốn lấy gạo chứ gì? Do tiểu nhân sống rày đây mai đó lang bạc khắp nơi, tiểu nhân không nấu ăn được. Ta rất quý trọng những người có ăn học, nếu như ngươi không chê thì có thể ở lại đây, ta sẽ giúp người ăn học tới nơi tới chốn. Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ mong là xin được một ít ngân lượng để sống qua ngày, còn chuyện học hành tiếp tiểu nhân không dám nghĩ tới. Thôi được rồi, nếu như nhà ngươi có suy nghĩ lại thì hãy đến đây gặp ta. Ta rất là quý trọng hiện tại. Dạ, đa tạ quan, đa tạ quan, đa tạ quan, đa tạ, đa tạ. Đúng là trên thế gian còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chàng nói gì vậy? À, ý ta nói là sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho nhiều người dân nghèo khổ hơn. Vậy thôi, giờ chàng uống trà đi, ta rót cho. Các ngươi tiếp tục đi. Dạ. Dạ. Mời người tiếp theo. Dạ. Dạ. Đa tạ. Dạ. Dạ đa tạ. Dạ đa tạ. Dạ. Dạ đa tạ. 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 Dạ. Bẩm quan, con xin phép cáo lui. Ừ. Dạ. Hôm nay có nhiều người tới không chàng? Đông lắm. Để ta kể cho nàng nghe. Vừa rồi có một người học trò, nhà đã nghèo, còn mắc bệnh nan y nữa. Hắn ta chạy khắp nơi để xin ăn, tội nghiệp lắm. Là học trò hả? Ta có ý muốn giữ hắn lại để giúp hắn tiếp tục đèn sách, nhưng mà hắn ta chỉ nhận ít bạc rồi bỏ đi. Cô ơi, cô có thấy một người cao cao như vậy nè, mặt thì xẹo xẹo mà ăn mặc rách rưới không cô? Không biết, không biết. Cô có thấy một người cao cao như vậy, ăn mặc rách rưới mà mặt thì xẹo xẹo không cô? Không biết. Huynh ơi,
Quỳnh có thấy một người cao cao như vậy nè, ăn mặc rách rưới mà có sẹo không Quỳnh? Không biết, không thấy ai hết. Bà thử hỏi mấy người sau coi. Dạ, dạ. Đa tạ Quỳnh. Các con phải cố gắng ăn thật nhiều vô để mau lớn, rồi ta sẽ dạy chữ cho các con. Dạ. Dạ. Ừ. Phu nhân. Nàng mệt hả? Sao nàng không ăn? À, nàng mệt đúng không? Ta sẽ sai người nấu cháo cho nàng ăn. Không. Người không, đâu? Không phải đâu. Ta không mệt, ta không muốn ăn cháo. Chỉ là ta có chuyện muốn nói với chàng. Phu thê bao nhiêu năm rồi, nàng còn khách sáo làm gì? Có chuyện gì nàng cứ nói, ta sẽ làm theo ý nàng hết. Ta muốn chàng giúp đỡ cho người học trò nghèo kia, vì chàng ta là người hay chữ và cũng là một người trung nghĩa. Thì thiếp nghĩ nếu mà giúp đỡ chàng ta, sau này chàng ta sẽ là một bậc hiền tài giúp dân cứu nước. Nha chàng. Ý của nàng cũng giống như ý của ta đó. Ta cũng muốn giúp đỡ người học trò nghèo đó. Bây giờ chắc ta phải sai lính chạy theo thì mới kịp hắn. À đúng rồi, ta sẽ sai người dựng một túp lều nhỏ để cho hắn ta có chỗ học hành. Nàng nghĩ sao? Thiếp đa tạ chàng. Người đâu? Dạ. Nhà ngươi đã tỉnh dậy rồi sao? Dạ. Ngươi có muốn biết tất cả những thứ này ai đã chuẩn bị cho nhà ngươi hay không? Đó là quan án sát và phu nhân đã chuẩn bị cho nhà ngươi đó. Mang nước vào đây. Ngươi hãy lại rửa mặt, coi còn thiếu những thứ gì nữa, để ta đi chuẩn bị cho ngươi thật đầy đủ. Dạ. Chuyện gì? Trắng đâu? Trắng đâu? Ngươi đã hết bệnh rồi sao? Những lỡ lét trên mặt ngươi đã hết rồi kìa. Ủa, ta hết bệnh rồi hả? Thằng rắn đã trị bệnh cho ta. Đa tạ thằng rắn. Có chuyện gì? Dạ quan. Dạ bẩm đại nhân, học trò giờ đã hết bệnh rồi, xin đại nhân cho học trò ở lại đây trao vô đèn sách. Đúng rồi, vết sẹo trên mặt Quỳnh đã không còn nữa. Bẩm đại nhân, nói ra chắc là người không tin, Chính thần rắn đã trị bệnh cho học trò. Thần rắn? Dạ đúng rồi đại nhân, chính mắt con đã nhìn thấy. Tốt quá. Vậy vậy từ nay về sau Quỳnh phải chuyên tâm đèn sách để sớm ngày thành tài, biết chưa? Đa tạ đại nhân. Đa tạ thần rắn. Quan cảng về làng.
Kính chào bà con. Dạ, xin chào quan trạng. Công lâu này là nhờ đại nhân, suốt đời này ta không thể nào quên được. Dạ, quan trạng cách sáu rồi. Người như quan trạng đây, sinh ra là phải làm quan để phò tá cho đất nước chứ. Đa tạ bà con rất nhiều. Nay ta đã đạt được những gì mà ta mong muốn. Bỗng nhiên ta nhớ đến quê nhà quá. Lúc trước vì bạo bệnh nên ta bỏ xứ mà ra đi. Giờ này ta không biết thê tử của ta ra sao nữa. Vậy à? Vậy thì bây giờ quan trạng hãy về lại quê nhà, gặp lại người vợ, sẵn tiện đón nàng về ở chung để bù đắp lại cho nàng. Ừ, đại nhân nói rất đúng. Dạ, mời quan trạng. Con phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau nghe chưa? Dạ. Nghe lời phụ thân học hành cho chăm ngoan nghe chưa? Dạ. Các con ngoan lắm. Về sau mẫu thân không còn cách nào ở cạnh hai con nữa rồi. Bách Nhân, xin chàng hãy tha thứ cho thiếp. Thành Trung, xem như duyên hai ta đã cạn. Cô nương ơi, gửi rau bán sao vậy cô nương? Dạ, hai hào một bó thưa công tử. Ủa, huynh có phải là Thành Trung không? Huynh đi đâu mà lâu quá vậy, bây giờ mới trở về? Ta khỏi bệnh rồi mới quay về, có dịp ta sẽ kể cho cô nương nghe. Không sao, huynh về được là vui rồi. Với lại ở đây á, người ta nghĩ là huynh đã quyên sinh rồi. Còn Bạch Liên cũng đã... Bạch Liên, Bạch Liên sợ hết cô nương. Bạch Liên như thế nào, nói tôi nghe đi cô nương. Không có sao, Bạch Liên, nàng ấy không có sao hết á. Bây giờ nàng có cuộc sống rất là tốt. Sau khi huynh ra đi á, nàng ấy rất là buồn tủi. Với lại nàng ấy để tan huynh 3-4 năm rồi mới đi thêm bước nữa đó. Bây giờ huynh có biết nàng ấy là ai không? Bây giờ nàng ấy đã là thê tử của quan án sát rồi đó. Thê tử của quan án sát? Thôi, muội đi trước nha. Bạch Liên! Bạch Liên ơi! Nhìn lên! Bạch Liên! Các người mau chia ra đi tìm đi. Dạ. 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 Bạch Liên ơi, Bạch Liên! Bạch Liên đã bỏ nhà đã đi. Đây là lá thơ nàng để lại. Nhờ nó mà ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bách Nhân, Thành Trung, thiếp thấy có lỗi với hai chàng. Một người là mối tình đầu tiên, hẹn thề son sắt. Còn một người cho thiếp biết hạnh phúc gia đình là gì. Thiếp không biết phải đối diện hai chàng như thế nào, nên đành phải ra đi. Mong hai chàng mãi là người liêm chính để phò tá non sông. Còn về thiếp, mong hai chàng hãy quên thiếp đi. Bạch Liên. Thank you.
người đi, có người nhảy sông kìa. Cái gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy một cô gái nhảy xuống sông rất là giống Bạch Liên á. Cái gì? Đại Nhân, Đại Nhân, Đại Nhân ơi, Đại Nhân, Đại Nhân ơi, Đại Nhân ơi, không sống rồi, Đại Nhân nhảy xuống sông rồi. Nhưng lại nói cô Nhân nhảy xuống sông rồi. Gì? Nhưng lại nói cô Nhân nhảy xuống sông rồi. Cô Nhân nhảy xuống sông rồi. Tôi đã nhìn thấy á. Tôi thật không? Dạ thiệt. Quang, 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 Đại Nhân, Đại Nhân, Đại Nhân, Đại Nhân, Đại Nhân, Bạch Liên ơi, Quang ơi, Bạch Liên, Bạch Liên, Đại Nhân, Bạch Liên ơi, đừng có sao. Bạch Liên, Bạch Liên, Quang, thả xuống. Bạch Liên, Bạch Liên, Bạch Liên, Bạch Liên à. Có không Quang ơi? Còn có chắc là cô gái đó chạy xuống đó không? Nếu mà chắc thì bỏ Quang đi để Quang cứu. Đại Nhân ơi, có thấy. Quang ơi, Bạch Liên, đúng rồi, chỗ đó đó Quang. Bạch Liên, Bạch Liên ơi, Bạch Liên, Liên à, đại bỏ ta, Bạch Liên, Bạch Liên. Dòng sông nơi Bạch Liên ra đi đã mọc lên loài hoa sen trắng. Hai người chồng thấy vậy đã sai người mang qua ướp trà để mỗi ngày được thưởng trà và nhớ về người vợ cũ. Thật là hiếm có những ngày tháng được thảnh thơi như vậy. Đại Nhân nói đúng. Dạo này trong triều đúng là có quá nhiều việc cần chúng ta giải quyết. Gần đây ta cũng thường xuyên đi phát chẩn và có ý định là muốn mở lớp dạy chữ. Không biết là Thành Trung Đại Nhân đây có muốn làm thầy đồ không? Đúng là Đại Nhân cũng có chí hướng giống như ta. Gái. Hôm nay một lão gia tôi mở cuộc thi kéo lễ, rất may là có hai vị công tử ở đây, vị nào cũng rất xứng đáng làm đông sàng khoái tế của lão phu hết á. Nhưng rất tiếc á, là một gia tôi chỉ có mỗi con gái là Ngọc Cung thôi. Bằng không á, ta sẽ cùng với hai vị để hai nhà kết nghĩa thông gia. Tỷ thấy cái chuyện thắng thua rất là thường tình. Hy mong Quỳnh Quân ở đây cho dù có thua cũng đừng có hờn quán. Không dám, không dám. Dạ. Tôi chỉ mong quý tử của tôi được vào trung khảo là tôi mừng rồi. Quý tử của ta giỏi lắm. Phụ thân, ta không chấp nhận. Chỉ vì ta sơ suất nên mới thua ngươi thôi. Phan công tử đã nhường ta rồi. Ta muốn đấu lại. Thôi thôi, ta đã thấy được kết quả rồi. Xin đa tạ Phan lão gia và Phan công tử đã đến tẩy xá lần này. Nếu đã có kết quả chung cuộc rồi thì Phan mẫu cũng không dám làm phiền hai vị ở đây tính chuyện hôn nhân. Phan mẫu xin cáo từ. Nhưng mà phụ thân. Cáo từ. Phụ thân. Câm miệng, đi về. Thưa một lão gia, tôi nghĩ bây giờ ta nên tính đến chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ rồi. Dạ, chuyện đó thì Quỳnh lão huynh cứ làm chủ đi. Đa tạ. Dạ, đa tạ. Tôi xin kiêu tự. Dạ. Cha về trước nghe. Dạ.
Vinh Lan nè. Dạ. Hôm nay Quỳnh công tử chiến thắng, ta cảm thấy thật là may mắn. Rủi như tên báo đó chiến thắng thì đời của ta coi như xong luôn. Nhưng mà rõ ràng là Quỳnh công tử có thể chiến thắng ngay từ đầu mà, sao chàng ấy cứ phải nhường tới nhường lui như vậy? Có khi nào chàng ấy không thích ta không? Không hề. Ta thích nàng. Chàng Vinh Lan, hai người nói chuyện đi, muội vào trong trước nha. Chàng chưa về hả? Nhạc gia và phụ thân của ta đã tính xong chuyện hôn lễ của tụi mình. Ta và nàng sẽ định thân trước. Sau khi mà ta đổ trạng về, ta sẽ nghênh hôn nàng. Ta tặng nàng đợi chàng. Kiếp này ta đợi chàng, kiếp sau ta cũng sẽ đợi chàng. Rõ ràng là con chưa thua. Rõ ràng là Mục Hạnh Nguyên liếc mắt đưa tình với con. Rõ ràng là nàng ta có tình ý với con. Tên họ Quỳnh kia mới thừa cơ đắc thắng. Cầm miệng. Thắng là thắng, thua là thua. Ở đó mà ai có tình ý với ai? Ngươi nghĩ những lời nói của ngươi nói ra người ta tin à? Chà, con không chịu đâu. Con muốn cưới nàng. Vô dụng. Bản thân mày vô dụng bây giờ mà trách ai? Mày có giỏi á, ha, làm sao cho thằng Quỳnh Long nó biến mất kìa, thì lúc đó mày ra Hạnh Nguyên mới liếc ngươi về cái, nghe rõ chưa? Vô dụng. Làm cho hắn biến mất thôi mà. Dễ mà. Ất, thằng Ất đâu? Dạ, cậu gọi con. Ta có việc cho ngươi làm. Việc gì cậu? Hả? Sao kêu la thất thanh vậy? Muội à, muội đi hỏi tin tức của Quỳnh công tử giùm ta được không? Ủa, tiểu thơ và ngày ấy vừa chia tay hồi chiều mà. Chưa gì mà đã một ngày như là cách ba thu hả? Vinh Lan à, đừng đùa lúc này. Ta thật sự đang rất lo lắng đó. Muội đi hỏi tin tức của Quỳnh công tử giùm ta được không? Dạ được rồi. Vậy để ngày mai muội sẽ sang nhà Quỳnh công tử sớm để tìm tin tức cho tiểu thơ nha. Ngày mai hả? Ừ. Chứ bây giờ cũng khuya rồi. Ngày mai. Thank you.
Đúng là con gái đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng rồi đó con. Mới gặp hôm qua mà bây giờ đã nhớ rồi hả? Tiểu thư ơi. Dạ con thưa ông. Chuyện gì mà chạy hớt hải vậy? Đúng như điều tiểu thư lo lắng rồi. Người nhà Quỳnh Gia cho biết cả đêm hôm qua Quỳnh công tử không có về nhà. Mùi nói thiệt sao? Dạ. Hôm qua chẳng phải là sau khi nói chuyện với con, Quỳnh Long đã trở về nhà rồi sao? Đến bây giờ cả đêm rồi mà vẫn chưa về nhà nữa à? Dạ thưa ông, gia nhân của Quỳnh Gia nói á, là Quỳnh lão gia cứ tưởng là công tử ở lại một gia, cho nên cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Cho tới sáng nay á, con chạy qua hỏi thăm thì mới tá quả á, mọi người đang cho người đi tìm công tử á. Hạnh Quyên. Dạ. Sao con lại biết chuyện này xảy ra vậy? Con không dám giấu gì phụ thân. Đêm hôm qua con nằm mơ, con thấy cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, con đã thấy Phan Báo cho người giết chết Quỳnh Long, rồi còn đẩy thi thể của chàng xuống sông để hủy tiêu diệt tích nữa. Xử lý nó đi. Dạ. Dạ. Về. Dạ. 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 Xong. Đi. Báo quan đi. Đi báo quan là có người mất tích. Xin quan lão gia cho người đi tìm. Nếu mà giấc mơ của con là điềm báo thì cho dù có rút cạn nước sông thì cũng phải tìm cho được Quỳnh Long, nghe chưa? Dạ. Theo cha lên quan. Dạ. Đi. Của ít lòng nhiều, mong đại nhân nhận cho. Không dám, không dám. Chuyện ta muốn nhờ ngài thiết nghĩ nằm trong khả năng của ngài mà, đúng không? Nếu như mọi sự đều như lời Phan công tử đây nói á, Quỳnh Long hắn đã bỏ trốn, còn hai nhà Quỳnh Mục á thì chưa đủ tam thư lục lễ á. Mà vì công tử đây là người đứng thứ nhì trong cuộc tỷ võ, tất nhiên là cái hôn sự này thuộc về công tử rồi. Nhưng nếu Mục gia một mực không chấp nhận mối hôn ước này thì sao? Hắn ăn gan hùm cũng không dám nữa. Bởi vì cái cuộc tỷ võ chiêu thân này á, là được bổn đại nhân đồng ý, và bổn đại nhân đã đứng ra làm chứng rồi, thì làm sao hai nhà Quỳnh Mục dám nói mà nuốt lời. Vậy trăm sự nhờ đại nhân. Công tử cứ yên tâm. Dạ bẩm quan, có một lão già cầu kiến. Nè. Dạ. Đêm nay sao? Dạ, chào quan. Dạ, chào quan. Một tiểu thơ, hôm nay đến phủ quan có chuyện chi? Có phải muốn từ hôn với Quỳnh gia hay không? Nếu phải, ta có thể giúp nàng. Phan công tử hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến đây tìm quan lão gia là có việc. Vậy nhị vị lão gia tới đây có chuyện gì vậy? Dạ thưa, huyễn tử từ đêm qua cho đến nay vẫn chưa thấy về. Lão thần thấy chắc là xảy ra chuyện chẳng lành. Kính mong nguyện lệnh đại nhân hãy cho người tìm tung tích của huyễn tử ạ. Thì ra là Quỳnh công tử đã mất tích phải không? Dạ đại nhân. Nhưng mà Quỳnh lão gia lấy cái lý do gì mà biết Quỳnh công tử đã mất tích hả? Dạ thưa, ngày hôm qua huyễn tử cùng với Phan công tử đến Mục gia để tỉ thí võ nghệ, và sau đó thì huyễn tử lưu lại Mục gia dùng bữa, nhưng cho đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy về. Dinh lang có đến hỏi thăm thì được biết rằng huyễn tử đã rời khỏi Mục gia vào giờ tuất hôm qua. Dinh lang, bởi sáng sớm
mà ngươi đã biết có chuyện chẳng lành mà đến Quỳnh Gia để hỏi thăm hen? Dạ bẩm quan, do là đêm hôm qua tiểu thơ của con nằm mơ thấy Quỳnh công tử gặp nạn, mà lúc đó trời thì cũng đã khuya rồi, cho nên sáng sớm con mới chạy sang Quỳnh Gia để hỏi thăm. Hay là do đêm qua tại hai người cãi nhau? Căn bản á là một tiểu thư đây không có đồng thuận cái sự hôn nhân này, cho nên mới dẫn tới cãi giả. Hoặc giả là Quỳnh Long không ưng thuận cái hôn nhân này cho nên đào hôn. Đại nhân, sao ngài lại suy đoán như vậy? Hay là có kẻ ghen ghét đố kỵ nên đã âm thầm ám hại chàng? Nếu nàng nói á là ta phỏng đoán, thì nàng có cái bằng chứng gì mà chứng tỏ là Quỳnh Long mất tích chứ không phải đào hôn không? Thưa đại nhân, ta nghĩ Tân Lan mất tích thì người đau lòng nhất chính là Tân Nương Tử. Đại nhân, nếu như Quỳnh Long đã không trân trọng hôn ước này, vậy thì để Phan báo ta nên duyên với nàng. Không thể có chuyện đó được. Con trai của ta không đào hôn. Một tiểu thơ, một lão gia kén rể, cả huyện này đều biết. Nếu như đến ngày lành mà Tân Lan vẫn không đến định thân, thì danh dự của nàng sẽ bị tổn hại. Chưa kể hôm nay các người đã đến báo quan, quan huyện đại nhân sẽ làm chủ cho nàng, giáng cáo thị truy nã Quỳnh Long kia về. Một khi đã truy nã Quỳnh Long kia về, chẳng khác nào phạm nhân. Rồi đây con đường công danh của hắn cũng coi như xong. Ta vừa nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Hay nàng gả cho ta đi, thì tên Quỳnh Long kia không phải chịu tội. Mà đã không phải chịu tội rồi, thì quan huyện đại nhân đây có thể giúp nàng đi tìm hắn. Hoặc giả hắn nghe tin không phải cưới nàng, hắn sẽ tự tìm về thì sao? Chuyện này nhờ đại nhân phán xử giùm. Ta xin phép cứu từ. Đó, tất cả mọi người đã nghe kỹ lời Phan công tử nói rồi, chịu khó về suy nghĩ đi rồi đến đây gặp ta ha. Dạ quan, có đi liền. Thiệt tình. Hoàng đã đại nhân, thì ra là ngài đã nhận của đút lót của hắn, cho nên ngài đã không tiếc lời binh vực hắn, rồi bịa chuyện vu khống cho con trai của tôi đào hôn, có đúng vậy không? To gan! Ngay cả huyện lệnh đại nhân mà ngươi còn đặt điều vu khống. Bậy đâu? Dạ, giam lão già này lại, ta sẽ phán cho ngươi tội vu khống mệnh quan triều đình. Nè, chờ tịch thu gia sản rồi đài ra biên cương biệt xứ không? Dạ đi. Dạ. Tôi phụ thân. Ta và Quỳnh lão huynh là bạn thâm giao nhiều năm, nhưng không ngờ hôm nay lại có lúc thất thủ vô sách, đứng trơ ra đó nhìn lão huynh và cả gia đình của huynh ấy dương phải tai họa. Tai họa này cũng tại do con mà ra thôi. Chuyện này có liên quan gì đến con chứ? Thì tại tiểu thơ xinh đẹp quá anh chị, làm cho tên Phan báo kia mê mẩn tâm hồn. Con bảo đảm á, là hắn đã có âm mưu từ trước rồi đó. Chứ làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy. Mình vừa tới báo quan là hắn đã có mặt từ trước ở đó rồi. Bây giờ chẳng những không tìm được Quỳnh Lan, mà còn khiến Quỳnh bá phụ bị giả lây nữa. Hắn ta cũng muốn cưới con, con có chết cũng không chịu gả cho hắn đâu. Phụ thân. Đồ ngu, tại sao ta có thể sinh ra cái loại không có đầu óc như ngươi? Phụ thân, con làm cái gì sai chứ? Ngươi có bao giờ làm cái gì đúng đâu mà trả sai? Cả cái huyện này hết nữ nhân rồi hay sao? Tại sao ngươi một mực tranh giành hạnh nguyên hả? Ngươi hành xử kiểu gì vậy? Không có gọn gàng chút nào hết. Con đã làm
kính kẻ rồi phụ thân à. Kính kẻ à? Vậy chính mắt ngươi có thấy thằng Quỳnh Long nó chết chưa? Còn thằng Ất nữa hả? Ta nói cho người biết, ta nói dạng nhất Quỳnh Long chưa chết. Rồi đây thằng Ất nó sẽ làm chứng. Chuẩn bị đi, cái đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Phụ thân phải cứu con chứ. Phụ thân, ta làm sao cứu đây? Chỉ cách cho ta đi. Bây giờ chim trời cá nước hai người đó ở đâu làm sao ta biết? Hả? Tại sao ngu vậy? Đồ ăn hại! Ngươi đến đây làm gì? Nhà ta không đón tiếp ngươi. Đi về đi. Kìa, một bá phụ sao lại lớn tiếng như vậy? Chẳng phải ta tới đây là giúp mọi người hay sao? Cậu á, không hại người đã là điều đáng mừng rồi. Ở đó mà giúp người. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta thì ta có thể thương lượng với quan chuyện này. Thả Quỳnh bá phụ ra, ta nghĩ nàng cũng không muốn Quỳnh Long chưa rõ tung tích mà Quỳnh gia lại bị tịch biên tài sản rồi, đúng không? Ta có thể cho nàng thời gian suy nghĩ, nhưng mà phải nhanh lên. Tại vì ta nghe đâu 3 ngày nữa là quan huyện đại nhân nộp án lên hình bộ xử. Mà khi hình bộ xét xử, đến lúc đó ta muốn giúp cũng không được. Nàng có thể suy nghĩ, ta xin phép. Khoan đã, ta đồng ý gả cho ngươi, nhưng với 2 điều kiện. Chuyện đó thì có khó gì đâu. Nàng đồng ý gả cho ta, bao nhiêu điều kiện cũng được. Thứ nhất, Quỳnh lão gia phải được thả ra trước. Ừ, được, ta đồng ý. Nghe đây, võng đào của ta phải được rước từ Mục gia sang Quỳnh gia, sau đó mới về Phan gia của ngươi. Chuyện cái này có chút... Vậy thì không cần phải nói nữa. Thôi được rồi, ta đồng ý. Ta sẽ cho người tới đón nàng. Còn bây giờ ta xin phép cáo từ. Hạnh Quyên à, con hà tất phải làm như vậy chứ? Phụ thân yên tâm, con nhất định có cách. Đây chỉ là kế quản binh thôi. Con xin lui. Không ngờ con gái của một lão già đó bây giờ đi lấy hôn phu mới nữa, mà lại là công tử Phan Báo nữa. Kỳ cục quá trời à. Không có ngờ luôn á. Nhìn cái mặt hiền lành vậy ghê quá. Không biết một lão già nghĩ sao mà làm vậy. Công tử Quỳnh Long mà còn sống á là buồn lắm hen. Là đúng rồi. Tôi thà chết chứ tôi không thể gả con gái như vậy được. Mới đính ước chưa định thân mà đã đi lấy hôn phu mới rồi. Đúng là lòng dạ con người thay đổi mau thiệt. Đêm hôm đó, chàng cũng từ nhà thiếp về nhà chàng mà gặp chuyện. Nhất định hương hồn chàng vẫn còn đâu đó trên đoạn đường này. Chàng có đến đón thiếp không? Dừng lại, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đừng đi thôi ta. Nàng,
được mà, nàng cứ bình tĩnh. Tiểu thư, người đâu? Tiểu thư, mau cứu nàng, mau chạy xuống cứu nàng đi, Phục Hạnh Nguyên. Rồi đâu? Cứu tiểu thư của ta đi mà. Người đâu? Tiểu thư, Phục Hạnh Nguyên. Cứu tiểu thư của ta đi mà. Phục Hạnh Nguyên, mau chạy xuống cứu nàng. Tại sao nàng lại làm như vậy? Phục Hạnh Nguyên. Ở phía trước có chuyện gì đó cậu? À, mình qua đó xem thử. Dạ cậu. Tráng sĩ. Hả? Xin dừng bước. Cho ta hỏi, đằng kia có chuyện gì mà vui quá vậy? À, nhà của Phú Hậu Dư đang chiêu phu. Chiêu phu? Ừ. Ê, cậu lên đó thử đi, biết đâu nhận được tú cầu thì sao. Đi đi. Đa tạ tráng sĩ. Đa tạ. Ừ. Đi nha. Dạ. Cậu, hay là mình đi qua xem chuyện gì đi cậu. Thôi, ngươi thừa biết là ta đã sớm có hôn thê rồi. Giờ mình phải mau chóng trở về. Ta không biết là nàng còn chờ ta không, hay là đã bị Phan Báo. Cậu, nếu như mà thật sự mợ bị Phan Báo bức hôn thì cậu sẽ làm gì? Cho dù nàng ta có bị bức hôn, chỉ cần nàng vẫn yêu ta, ta sẽ không chấp chuyện bức hôn, bỏ qua tất cả. Thôi mình đi. Tiểu thư ơi, quán cầu nhanh đi tiểu thư ơi. Cậu. Trời đất ơi, công tử như mình mà còn thua một thằng phố rách áo ôm này nữa. Quỳnh đệ đi về. Đó đi về. Cậu ơi vậy là cậu. Chúc mừng. Trời định lương duyên, mời công tử vô nhà, chúng ta cùng uống trà rồi bàn chuyện cưới gả. Dạ chào ngài. Dạ đa tạ lòng tốt của ngài, nhưng mà ta đã có hôn thê ở nhà rồi, ta mong ngài thứ lỗi. Chàng trai này làm ta rất thích. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, một nhà có 5-3 cái cửa, có vợ rồi có nữa cũng không sao. Ta không bắt cậu phải từ thê đâu. Chọn ngày. Không được chọn ngày nữa, mà tối nay, tối đêm nay chúng ta sẽ làm lễ cưới luôn. Dạ, nhưng mà nè, cậu đừng có từ chối nữa. Cậu muốn làm con gái ta mất mặt trước bao nhiêu người sao? Hả? Cậu, con đã hỏi được rồi. Dạ, thì ra vào năm xưa, lúc con và cậu rời bỏ quê, Phan Báo muốn vu oan hãm hại cho lão gia. Mợ vì muốn cứu lão gia nên đã đồng ý làm vợ của Phan Báo. Nhưng trong ngày thành thân, mợ đã gieo mình xuống sông tự vẫn rồi cậu. Hạnh Nguyên, ta chinh hiện trở về đây, còn nàng lại chết tức tử như vậy. Vậy thì làm sao mà ta có thể lấy thê tử mới được chứ? Cậu đừng nói những lời như vậy, không sợ mợ mới, mợ mới buồn hay sao? Người lui ra đi. Lui ra. Dạ cậu.
Tiểu thư, không biết là tiểu thư đây có tin vào duyên nợ hay không. 3 năm trước ta đây cũng từng thắng trong một cuộc tỷ võ để kén rễ do một gia tổ chức, nhưng chưa kịp định thân thì ta phải bôn ba ở xứ khác để lánh nạn. Ta chẳng biết bây giờ người xưa như thế nào. Đột nhiên ta trở về thì bên cạnh lại có thêm một bóng hồng khác. Thử hỏi nàng ấy liệu có chấp nhận được không? Chấp nhận? Giọng nói này không phải là của Hạnh Nguyên sao? Ta nói là nàng ấy sẽ chấp nhận. Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, ta đang tỉnh hay là ta đang mơ vậy? Nàng vẫn còn sống mà. Là thiếp đây, là thiếp đây. Rồi, chèo đi, chèo mau lên, mau lên. Dạ. Chèo mau lên đi con, mau dạ. lên. Nghĩa phụ cứu thiếp, nhận thiếp làm nghĩa nữ, sau đó tính chuyện gả phu quân cho thiếp. Thiếp không ngờ lại có thể gặp được chàng. Đúng là trời định lương duyên. Còn chàng, chàng thì... Ngày hôm đó, sau khi từ Mục Gia trở về, trên đường ta gặp tay sai của Phan Báo muốn giết ta, hòng chiếm đoạt nàng. Mai thay là ớt đã giả vờ đâm chết ta, cứu ta thoát một kiếp nạn. Đi cậu, nhanh cậu, lẹ cậu. Bất bảo rằng Phan gia và quan quyện đã có kết từ lâu. Nếu ta trong tay không quyền không thế cũng sẽ khó mà đấu lại. Vì vậy bọn ta đã quyết định rời khỏi quyện, lên kinh đợi đến kỳ thi. Nay ta đổ tràng nguyên, quyết định quay về, có ơn báo ơn, có quán phải trả. Nhưng mà quan quan tương báo đến bao giờ mới hết? Chúng ta đều gặp nạn dữ như được tái sinh. Thiếp chưa dám về lại cố hương, bởi vì lòng thiếp không biết đối diện với mọi người như thế nào. Chàng biết đó, thiếp không muốn vì một hồng nhan quả thủy như thiếp mà cứ khiến ân oán ba nhà không thể hóa giải được. Không sao đâu, có ta đây, nàng cứ yên tâm. Tụi bay đâu hết rồi? Nhà cửa mà từ trước ra sau vắng que như nhà quan chết chủ. Nhà vậy được vô. Tụi bay đâu? Không được cản đường. Cái gì ngoài kia ồn ào vậy? Quan trạng tới. Hả? Hả? Lý ra là chết rồi. Còn sống hả? Hay ta chưa chết, tới lượt tôi chết đây. Đây, đây là cáo trạng của dân làng trong huyện. Chỉ mỗi tội tham ô của người thôi đủ để ngồi tù một công rồi. Quỳ xuống. Đến đâu? Cởi mũ quan hãy xuống. Dạ. Dạ. Nhẹ tay dùm chút đau. Dạ hắn vào đại lao, chờ ngài giải về kinh thành, giao cho hình bộ xử lý. Dạ. Dạ. Điều tra tất cả những kẻ có liên quan tới chuyện này cho ta. Dạ đi. Dạ. Dạ. Đại nhân ơi, đại nhân, đại ma.